À, mến chào toàn thể cô chú anh chị cũng như các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Dâu. Ngày hôm nay lại tiếp tục xuống cái cốc của thầy, bởi vì trong cái thời gian vừa rồi mưa rất là nhiều, cây bồ đề đã phát triển, thì ngày hôm nay mấy anh em xuống xem là gỡ lại mấy cái dây kẽm mà cuốn ở trên thân cây để cho cây nó phát triển tốt hơn. Nếu một cây phát triển mà mình không gỡ cái dây kẽm ra thì nó rất là nguy hiểm cho cây. Nó sẽ bó cây lại và nó không phát triển được. Và cũng nhân tiện là đưa cho em Linh cái hộp trầm để cho em thắp ở dưới cốc để cho nó thơm, nó ấm cái cốc. Thắp trầm chứ không phải thắp nhang. Nhiều bác là xem trên kênh thì cứ bảo xong để thắp nhang thắp đồ chứ đấy không phải các bác nhá. Bọn em chỉ thắp trầm thôi để cho cái cốc nó sạch đẹp thơm tho. Cái hộp trầm nó thì được một cô ở trong miền Nam cô ấy gửi ra mang xuống để cho em Linh em mới thắp. Trời mưa quá các bác. Thời tiết ở Tây Nguyên đang là mùa mưa, cho nên là hầu như là mưa nguyên ngày. Chiều tối ngày hôm nay thì tầm bây giờ đang hiện tại đang tầm 5:30 chiều các bác nhé. Mấy ngày này rồi mới nay lại mới xuống thăm lại cốc. Hello, gỡ xong chưa? Đúng rồi, gỡ đã không bẩn hết tay à? Đúng rồi, không gỡ cái dây ra thì nó kiểu nó không phát triển được ấy. Ủa đấy, thoáng hẳn. Bói cả. À tích anh tích có thuốc em gửi về đây tí anh kể qua lấy về cho chị luôn. Ok. Thế bảo cái thuốc ấy uống đắng lắm. Đắng ngái. Đắng thì giã tật. Chữa thật mất lòng. Nhưng mà cây này mai mốt là nó sẽ, những cái tàn nó sẽ mất hết cái tay. Bởi vì mình trồng đất nó phát triển mạnh ấy. Nó sẽ mất hết cái form thế này. Cây đây xem là nó sang cái thế tự nhiên. Cây này nếu mà mình trồng ở trên chậu ấy thì nó khác. Giữ được. Không. Chứ bây giờ nó có cái khung này rồi. Tóm lại là không thể giữ form được đâu. Mình chấp nhận thôi. Vừa đưa cho Linh cái hộp trầm. Linh hộp trầm mà bà cô ở dưới Sài Gòn bà gửi đến cho. À, cái ngọn chú chết mất rồi này. Bấm luôn, mấy cái này bấm luôn. Đoạn này thì nó phát triển mạnh mà. Đây này, cái dây kẽm mình không gỡ ra được là bắt đầu nó gây ra những cái nhát thắt này. Nhưng mà cây này nó phát triển mạnh thì cũng không lo. Nay mai nó liền. Này nó rụt rè. À vừa bỏ thêm phân vào đây à? Ừ, vâng. Phân gì đây? DB. À. Rắc thêm cho cây cảnh. Tôi thưởng rắc thêm tay sạch rắc thêm tí. Rắc ra ngoài xa này tí. Đừng lịch con, đứng ở đấy. Đi sang ra là cây 6 là anh em vào gỡ cái dây cây bồ đề. Chú Duyên gặp anh nhá. Anh A Huy. Anh A Huy cũng chuyên về cây anh cảnh. Anh La Lui. Anh La Lui. Anh hướng dẫn cho cây ở đằng sau cốc thầy đúng 13 tay. Cây nào? Cây kia. Hôm nay cây to kia à? Không, cây đằng sau cốc đây. À, là nó hai tay bị ấy trước là mà vào hôm nay đếm là đúng 13 tay. Ừ. Còn 13 tay. Ừ, 13 tay thì đúng. Nói chung nó phải lẻ thì nó mới đẹp. Có 13 tay theo đúng cái hạnh của thầy. À, hạnh đầu đà. 13 hạnh đầu đà. Tức là 13 tay. Cây đằng sau. Vậy thì nếu mà nó 15 tay thì ta cũng phải bấm thành 13 tay. Không, đây hữu duyên, tự nhiên làm sao mà cái hữu duyên thế. Tốt. Ủa nãy mưa quá. Nhưng mà xuống đây lại không mưa. Lúc anh gọi em là em ra cái cửa rồi mà nó mưa.
xong chờ một lúc bắt đầu tạnh mưa mới chạy. Chuẩn bị áo mưa. Mưa suốt mà cứ vào. Nói chung Tây Nguyên mình giờ mùa mưa thì tránh làm sao được. Sang sang xem cây cây bồ đề Ấn Độ này xem là như thế nào. Cây bồ đề đỏ. Ấn Độ xong rồi. Rửa tay đi, cho nó rửa sạch thêm tí nữa mà. Được chưa? Anh tôm. Xem mà cây này cắt tỉa ăn được. Thôi thôi đừng cắt nữa. Cây này thì cứ để cho tự nhiên thôi. Đừng cắt nữa. Cây này càng phát rắc phân cho nó chưa? Rắc rồi. Rồi ok. Thôi đừng cắt nữa Thanh nhỉ. Thôi. Còn cây này thì mình cứ nuôi thế thôi. Thế thôi. Sau này thành cây bóng mát. Ôi giời, mấy này mưa ao nước lên gớm nhờ. Cây ở đằng sau sau cốc của thầy đã gỡ cái kẽm chưa? Gỡ rồi, giờ một số cành chỉnh tí thôi. À. Ao giờ mưa nước rất to các bạn. Đấy, cá kìa. Đấy. Cá đang vào rìa này. Đấy. Cá tự nhiên luôn đấy. Anh Tích ơi. Mấy nay có nghe cái thông tin gì về người ta ồn ào về em Thìn không? Không, không thấy nghe gì. Đeo vào cái tóc thôi. À thế à. Cái này là mình phải bỏ đi cái này. Đấy, anh rồi bỏ. Nếu mà thấy thì tốt thôi. Dâm được mà. Thì đấy là gọi là cái ấy thôi. Cái phước báu. Coi như là nghe qua Thành nó nói chuyện mà mình bảo cũng càng. Đúng không em? Cành nghĩ anh nghĩ là phải cắt đi đấy nhá. Được không? Cành nào? Được không? Cành nào? Đấy, cành đó ấy. Cành tay rơi. Để cho nó để cho quen cái thân mua nổi nó đẹp này. Không, đừng cắt cái cành đấy anh. Cành đấy nó gọi là vũ nữ nhảy lầu. Đấy. Trong dáng trực mà có một cái điểm rơi, nó có một cái nét đột phá. Ừ. Và để nó ấm cái hòn đá luôn, đừng cắt. Vậy thì hôm nào phải lui? Không cần phải hôm nào. Mấy nữa là mưa này nó lớn như thổi bây giờ đấy mà. Nó phá thế dáng bây giờ mà. Kệ nó như thế này đẹp. Đúng rồi, cứ để tự nhiên mà thôi. Nay mai nó tự cây nó kiểu phải đưa ra đây. Nếu mà tay này mà đưa ra thì tay này thì chắc thì nó tay này phải đưa vào, mình đưa vào trong. Còn vào lâu thì dài dài cơ mà. Cây một kia bấm. Anh em mình ra uốn cây đằng sau đi. Đâu ra xem nào. Ra cây sau cốc. Ban tổ chức đã dọn dẹp mà, được. Nhảy nhụa nhá. Sợ thật, nhảy nhụa. Đây à? Khu đây à? Chăm ra lại bên kỹ thuật. Mời anh Huy bên kỹ thuật ra. Anh Huy cây cảnh đâu rồi? Chuyên kỹ thuật ra cắt tỉa cây này thế nào? Để xem nhắt. Nhắt cắt tiền tỉ thế nào? Đây là khu vực phía sau của cốc này các bác này. Đấy, có một cây đây nữa. À, cây này là cây bồ đề trắng khác cây bồ đề kia. À, đúng rồi, búp trắng. Ờ. Ô cây này thì quá khỏe mạnh rồi, không phải lo. Có tay cành xem nào. Aoi xem nào có cần phải. Bây giờ là chỉ xử lý lại cái tán này thôi. Được hết anh ạ, cứ để cho tự nhiên đi. Theo như em nghĩ. Theo như em nghĩ cây này không phải bấm biết cái đâu. Không bấm. Đúng rồi. Cây vào kẽm được rồi, đẹp rồi. Mình chắc là vào 1-2 sợi để cho nó. Ý là vào kẽm cái tay nào cho nó mềm mại đi tí không hay sao? Tay nhỏ với cái tay này thôi. Là để nó đưa ra cho nó hợp với là ok. Cây này nay anh Tích đếm đúng 13 nhánh rồi gì? 13 tay đấy. À. Đấy cái tay của nghệ nhân nào lặt đây. Chỗ này mất một tay hơi buồn, chỗ này có một cái tay nó ra đấy, thì tay ấm. Tay zin của nó ấm thân hơn. À đây đang nảy mầm đây này. Không, mầm thì ở đây thì dễ nuôi. Ừ. Ngày trước cây này là còn không ấy là phải kéo cái này qua đây để cho nó ấm thân một xíu anh ạ, nhờ. Ông em nghĩ là cái chắc thấy là về cái mặt đằng sau ấy. Ừ. Nên là họ để lại cái mấy cái nhánh đằng trước họ lặt đi sao? Nên là nhưng mà anh Tích ạ, ý là em theo như em nghĩ những cây trồng đây thì nếu mà để uốn thế bonsai như những cây cảnh kia thì mình sợ không có thời gian và không đủ điều kiện, bởi vì ở đây nó mọc rất là nhanh,
Vậy là giờ mình cứ chỉnh tay cành là xong, đấy. Cứ lên tự nhiên. Có cái dòng này, những cái tay này. Ừ. Cây này cứ để tự nhiên tự nó thế này ra đẹp. Vậy là đúng rồi. Rồi sau này lên những cái chồi đấy là mình nặng. Ô, cây này mà để tự nhiên, nếu mà trong, nếu mà cây phát triển tầm 5 năm nó khác ngay. Vậy là mình cứ để như có những cái tay như này thôi, còn sau này rễ ra từ trên. Đấy, rễ ra từ trên đang ra nuôi rễ. Thì dòng này nó mọc rễ từ trên thân mọc xuống mà. Cây này nó là đã có rễ rễ ấy rồi mà, trước khi trồng nó đã có rễ cám rồi. Được dâm mủ kỹ càng cẩn thận từ nhà vườn. một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai cũng mười ba tay tuyệt vời. Xoa. Đúng rồi, tôm thắp trầm lên cho nó thơm cốc. Đây là thắp trầm cho nó thơm cốc các bác nhá, chứ không phải là thắp nhang thắp khói. Thì nhiều bác ở trên kênh thì hỏi sao lại cứ thắp nhang thắp đồ. Các bác không biết, các bảo bảo thầy đã chết đâu mà thắp nhang. Đây là thắp nến trầm để cho nó thơm, nó ấm cốc thôi. Đấy, đúng rồi, ngồi đấy. Tối ở đây ngủ luôn nhá. Không được chui vào trong con nhá. Đấy, tối cho tôm ở đây luôn nhá. À, tôm ngủ trong cốc thầy đi. Đấy. Thôi anh em ta lên trên này để xem cái cây trên này đi. Cái cây gác cổng. Đây cái hòn đá này bác nào mãi đâu thấy đưa đến này. Mãi đã Đà Nẵng lên này. City, thành phố Đà Nẵng. Đấy, để đây để gọi là để nhịp bước mà, thấy nhịp bước mà nó nhảy nhụa hết rồi. Rồi khéo nghĩa. Mai phải điện cho bác phải mang đây 7 viên thì nó mới đúng. Nghĩa là một viên duy nhất. Nhiều lắm. Sai lắm. Cây này vừa rồi sai cực kỳ luôn. Để hết rồi. Ủa nãy đi qua đường thấy xe bán tải, tưởng xe của Thao chở đây một đằng sau sầu riêng luôn. Nói chung sầu riêng bây giờ nó cũng cuối mùa rồi. Sầu thì ăn lúc đầu. Sầu. Sầu bơ. Lời. Cái bông gòn nó bám tiêu vào. Cây này là cây gòn. Cây gòn là nó bám cây đúng đác vô. Tiêu nó tốt nhỉ anh. Cây gòn mà quả nó vẫn còn nó. Tiêu đây rất tốt. À, những bụi tiêu như này thôi chứ. Rượu tốt, đất sốt. Đấy. Đấy, tôi thấy là có sẵn nước rồi đấy. À, xuống cho cây bồ đề to chứ kia xíu. À không, không cần, cây đấy mới trồng. Sợ cho nó sót đấy. Sợ sót dễ. Không thôi, tốt nhất là mới trồng mình không cho. Những cây này thì nó lâu rồi. Cây mới trồng thì cho ăn vào nó cái lại ngộ cây đấy. Cho người ta ai thôi cầm về, cầm về không là hôm nào ấy, còn không không anh treo một gốc cây cà phê hoặc là gốc tiêu thì được, chứ không bỏ đây các vị này ngứa tay này xuống này các Phật tử vào đây này cái tưởng phân là mang không tốt, mang vác một cây thì chết cây đấy. Cầm về, nhiều người không biết là cá ấy, cá là cho cá ăn được nguy hiểm, cầm về vớt cái thùng. À, cây này lẫm mới xuống gỡ ra rồi. Để cho thoáng cây. À. Rửa qua thì lên xe cho nó hơi bẩn. Nó mưa rồi. Mấy anh em là chân tay dơ ra đây rửa luôn này. Chỗ đây là chỗ rửa hả? Đúng rồi. Nước này nước đá bữa nhưng mà giờ nó thành nước rửa.
Định xuống dưới kia xem cây bồ đề cho các bác, nhưng mà đường trơn trượt lắm, ghê lắm, không xuống được. Lầy lội lắm các bác. Cây ngâm đang lên khỏe rồi. Cây dưới đang nảy mầm đó này, lên này, mạnh này. Cây trên cũng đang nảy mầm. Nhưng mà cây trên chắc cũng khả năng cũng ổn đấy, nhưng mà không chưa yên tâm bằng cây của Lâm. Cây của em thì quá ok rồi. Xuống đây trơn lắm các bạn. Đây đường đi xuống ghê lắm, dốc lắm. À, chỉ zoom gần lại cho các bác xem thân cây. Nó lá mọc rất là tốt đẹp rồi. Đấy. Đấy, bác xem lá mọc rất là tốt đẹp à. Xuống dưới đây dốc lắm. Không xuống được. Đấy. Gội đầu luôn. Đúng rồi, tỉa bớt những cái tay ở dưới thì để cho nó lên trên thôi. Tỉa cái đấy, cái mầm gần hòn đá này kìa. Cắt luôn để cho nó lên thân trên cho nó thoáng, cây đẹp. Ở dưới em. Dưới. Cái tay này cắt này. Ừ. Còn cái tay này để lại. À. Đây để lại hả? Để này làm cây tử. Đá. Để này làm cây tử. Nếu mà để lại sau này em phải nuôi cái ấy ở đây. Cái này là thoáng đẹp lắm. Cho thoáng gốc, sau này nuôi sau. Đây, cây đây lên mai, rồi nếu mà tương lai là bỏ cái trụ tiêu này đi thì nó mấy cân cây. Trụ tiêu thì tuổi thọ nó chỉ được vài năm thôi. Đây, những cái trụ này vài năm là bắt đầu lại, nó lại suy hết mà. Cái này để, đấy. Nó ấm tạ. Thì bây giờ phần dưới đây là bây giờ nó cứ lên mấy cái sạc mấy nhỏ thì là nó xong, sau này mình cắt đi xong nó xùi. Hôm nay phải cắt đấy nhỉ? Xùi lên mà nó xùi. Đây cắt. Tôi về đi. Tôi về đi. Chân đi. Tôm ở đây trông cốc cho thầy chứ không về đâu nhá. Chân đi. Giao nhiệm vụ rồi. Con ở nhà người ta trông rồi. Trông quả đấy, quả sơ di mà chơi chơi đi à? Em biết sao béo đang ngủ vậy à? Ngủ dở. Thích béo vậy? Cây quá đẹp luôn nhỉ. Quang điện nó thìn bảo nay về mà Linh. À. Sống đã 10 kg sầu riêng. Ôi cây anh Tích ơi, cây ngũ gia bì ở đây nó ra hoa quả đẹp bực kỳ luôn. Cây mai giá đẹp nhỉ. À, cây này là cũng cây ngũ gia bì này là hồi giờ nó ít ra hoa ra quả lắm nhá, rất là hiếm ra mà cây này. Cây gì đấy? Cây ngũ gia bì đó, cây này họ làm thuốc á. Cây thuốc. Còn cây mai này, cây mai tán tàn đẹp. À, cái cây này như kiểu ngày xưa trồng như kiểu như cây đuổi muỗi. Sao cây đuổi muỗi được? Cái này gọi là cây lọc không khí. 5-6 đúng rồi. Ừ, cây này trồng trong nhà là không khí. Tốt, hút thuốc lá, thuốc đồ nó. Anh quay cây mai, tàn cây mai, nhìn đẹp. Ừ, có cây mai này ông trồng đến lâu rồi. Chôm chôm chín rồi. Cũng cây ngũ rồi bì ra hoa. Lần đầu tiên em thấy. Đúng rồi, cây này gọi là cây ngũ gia bì. Cây cao này, cây gì đấy anh? Cây đây này. Cái mai này, mai này như bị ra hoa này. Cái mai này mai tứ quý hay sao nó nhỏ nhỉ? Không phải tứ quý. Mai gì? Đây là sao nó sâu cái lá mà sao nó ra cái Ồ, chồm chồm vẫn còn ít quả kìa.
Chưa, ở đây đâu là dao hoa. Đây là cây mai đó. Để tự cái chôm kìa anh ơi, chôm chôm. Đấy, chôm chôm kìa. Chôm chôm thái. Là đồ nọc rẽ. Cây già. Cái này làm sao cây đại nó à, cái đại mọc rễ thân luôn này. Cây già thôi. À. Cái mùa này nó mùa mưa kiểu nó ấm. Ấm mùa rêu. Mưa này. Ừ. Đây này, anh nhìn cây này ra hoa thấy chưa? Cây này già lắm rồi, cây già. Ừ, cây này già mới ra hoa chứ bình thường ít ra hoa lắm. Trồng trong nhà. À, cảm ơn cô chú đã xem hết cái video của dâu. Thì qua cái kênh của dâu thì dâu có bán một số những hàng nông sản. Thì cũng mong bà con cô chú ủng hộ cho dâu. À, trên kênh của dâu thì có bán mật ong. Mật ong gồm có 5 loại. Loại đặc biệt là loại mật ong ruồi đó. Sau là mật ong khoái, mật ong hoa đắng, mật ong hoa cỏ xuyên chi và mật ong cà phê. Có 5 loại. Ngoài mật ong ra, Lâm còn bán tinh bột nghệ để dành cho bà con uống chung với lại mật ong vào những buổi sáng. Đấy, pha mật ong với lại tinh bột nghệ uống dành cho bác nào có hiện tượng đau và trào ngược dịch vị dạ dày. Ngoài những mặt hàng đó thì còn có rất nhiều mặt hàng như là trà thảo mộc. Đấy, trên tay Lâm này có trà mãng cầu này. Đó. Trà mãng cầu thì có 2 loại bác nhé. Các bác là mua loại thượng hạng và loại bình thường. Đó. Giá cả làm sao, như thế nào thì số điện thoại em đang ghi ở màn hình. Các bác có thể IB qua. Ngoài trà mãng cầu ra còn có trà lá ổi. Giúp thanh lọc cơ thể này, giảm tiêu, làm hỗ trợ được tiêu hóa là đẹp da này. Đặc biệt bác nào bị triệu chứng như là giảm mỡ máu, tiểu đường, giảm cân rất là tốt cho cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn giảm cân. Trong đây thì có 20 túi lọc rất là tốt và công dụng như thế nào, tốt như nào thì các bác ấy cứ nhắn qua cái số điện thoại ở dưới, em có thể tư vấn trực tiếp cho các bác. Song song với những sản phẩm trên em còn có một sản phẩm nữa là củ tam thất. Đó. Củ tam thất này về các bác có thể ninh với gà rất là tốt và rất nhiều công dụng khác nữa. Đấy, củ tam thất nguyên và bột tam thất. Đấy, xay sẵn cũng có. Ngoài những mặt hàng còn rất nhiều mặt hàng như là hạt điều. Đấy. Hạt điều rang muối. Hạt điều rất nhiều loại. Hạt điều rang muối này, bì 500g. Đấy. Rồi đây là trà. Trà gạo nứt, đậu đen, lá thảo mộc, đun và ấm siêu tốc uống rất là tốt. Đấy. Rồi hoa đu đủ đực. Đó. Rồi thì hoa tam thất. Đấy, hoa tam thất các bác nhé. Hoa tam thất rất là tốt. Bác nào mà làm công việc cường độ thì dùng cái loại hoa này rất là tốt. Hãm thay nước trà hàng ngày. Rất nhiều các loại thảo mộc như là chè dây này. Chè dây cho bác nào mất ngủ này. Đó. Bác nào mất ngủ hay mất ngủ. Đó. Căng thẳng rất là tốt cho bác nào bị đau dịch vị dạ dày. Thì qua kênh cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong cái thời gian vừa qua đã theo dõi kênh của dâu và có mua hàng ủng hộ cho dâu, thì cũng trích một phần nhỏ để đi làm từ thiện. Qua đây cũng cảm ơn cô chú và các bác rất là nhiều đã quan tâm đến kênh của dâu và đã mua hàng ủng hộ cho dâu. Một lần nữa xin chào và hẹn cô chú vào những video tiếp theo. Bye bye.